Khi bạn di chuyển bằng xe hơi thì một trong những vấn đề phổ biến nhất mà các tài xế lo lắng đó là bị xẹp lốp và thủng lốp. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một thiết bị giúp bạn có thể chủ động xử lý các vấn đề về lốp xe. Có thiết bị này thì bạn sẽ an tâm hơn trong những chuyến hành trình xa. Vâng, và đó là máy bơm và vá lốp xe tự động BeFirst. Trong video lần trước thì mình đã có trải nghiệm thực tế sản phẩm ở ngoài công viên với anh phóng viên từ Vietnam Express. Hôm nay trở về showroom mình sẽ thực hiện mở hộp và soi chi tiết các bộ phận tính năng, hướng dẫn cách thức sử dụng sản phẩm BeFirst. Ngay bây giờ mời các bạn theo dõi nội dung chính của video. Và ở đây mình đang có full box chiếc hộp sản phẩm. Thiết kế hộp phần mặt trước trong suốt, bạn có thể quan sát được thiết bị ở bên trong. Ngay bây giờ mình sẽ mở hộp sản phẩm. Với chiếc hộp này thì ta sẽ mở từ ở hai bên. Bên trong là sản phẩm được đặt bên trong một chiếc túi. Và với chiếc túi này còn có một công dụng riêng là có một hình tam giác có khả năng phản quang, là một biển báo chú ý để bạn có thể đặt ở gần xe khi đang cứu hộ hoặc là sửa xe. Và các phương tiện lưu thông khác sẽ có thể biết được xe chúng ta đang sửa chữa và có biện pháp lưu thông phù hợp. Một thiết kế đơn giản nhưng có giá trị cao. Và ở bên trong chiếc túi đựng là thiết bị bơm và vá xe tự động BeFirst, còn có một sách hướng dẫn sử dụng. Chi tiết về máy bơm và vá xe BeFirst, chúng ta sẽ có tên sản phẩm ở ngay mặt trên, một công tắc để bật tắt bơm hơi, có một nút xanh để xả hơi nếu bạn bơm quá căng thì bạn có thể xả trực tiếp qua nút xanh này, rất là tiện lợi. Một đồng hồ đo áp suất với đơn vị đo là PSI, bạn có thể biết được chính xác áp suất bánh xe đang được bơm, dễ dàng canh điều áp suất cho 4 bánh xe, rất là chuyên nghiệp. Chúng ta còn có một bình chứa cao su non là chất để vá lốp xe. Dĩ nhiên bạn có thể tháo ra và thay thế bình cao su này khi đã hết. Một bình này có thể vá được khoảng 2 lần. Nếu như bạn sử dụng sang chảnh thì có thể sử dụng trong một lần và mua thêm các bình dự phòng. Phía trên thiết bị còn có trang bị một đèn để cung cấp ánh sáng khi bạn cứu hộ cho xe vào ban đêm. Và đây là công tắc đèn. Mặt sau chúng ta sẽ có một khe nhỏ chứa những phụ kiện là các cái vòi bơm khác nhau, gồm có vòi bơm xe đạp, vòi bơm quả bóng, có cả vòi bơm bong bóng và còn có một cầu chì để bạn có thể sơ cứu các vấn đề về điện. Có một khe chứa phần dây cấp nguồn cho thiết bị, dài khoảng 3 mét. Đầu cấp nguồn là đầu tẩu thuốc xe hơi. Chúng ta có một dây để bơm hơi màu đen, mặc định là đầu bơm hơi cho van của lốp xe hơi và xe máy. Có một dây để bơm cao su non vá lốp xe. Dây này được thiết kế trong suốt để bạn có thể thấy được sự di chuyển của cao su non trong quá trình bơm. Và sau đây là những hướng dẫn các thao tác để bơm hơi và vá lốp bằng BeFirst. Về hướng dẫn sử dụng bơm hơi cũng khá là quen thuộc. Bước 1, các bạn sẽ cắm chặt đầu dây nguồn thiết bị vào đầu tẩu trên xe hơi, khởi động xe. Bước 2 là cắm đầu bơm hơi màu đen vào van xe và gạt chốt bơm. Bước 3 là ấn bật công tắc để bơm hơi. Bước 4, các bạn sẽ chú ý đồng hồ đo áp suất ở trên bơm. Nếu bơm đã đủ thì các bạn sẽ ấn tắt bơm. Các bạn có thể xem thêm thông số áp suất cần bơm ở trên lốp xe. Nếu vỏ xe quá căng thì các bạn có thể xả hơi bằng cách là nhấn nút màu xanh. Bước 5 thì sau khi đã bơm xong thì các bạn sẽ rút sạc ở trên xe và thu vòi bơm vào. Về hướng dẫn sử dụng bơm keo để vá lốp, bước 1, các bạn sẽ cắm ống bơm keo vào đầu van của lốp xe. Bước 2, các bạn sẽ cắm nguồn cho thiết bị bơm ở trên tẩu xe hơi và tiến hành khởi động xe. Bước 3 thì sẽ cắm đầu bơm hơi màu đen vào đầu dẫn ở trên bình keo. Bước 4 là ấn bật công tắc bơm hơi để bơm keo vào lốp xe. Về thời gian bơm keo thì dao động khoảng từ 3 đến 5 phút, ướm chừng chất cao su non đã tráng đều bên trong của lớp vỏ xe. Bước 5 thì sau khi bơm xong, các bạn sẽ ấn tắt công tắc nguồn và đồng thời là nhấn nút xanh để xả hơi, đưa áp suất trong bình keo về không để khi rút vòi bơm thì keo sẽ không bị xịt ra ngoài. Bước 6 là rút đầu bơm hơi màu đen khỏi bình keo và rút đầu bơm keo ra khỏi van của lốp xe. Bước 7 cũng như là cuối cùng, các bạn sẽ cắm đầu dây bơm keo vào đầu van ở trên bình keo để cho keo không có bị chảy ra ngoài và tiến hành rút sạc trên xe, hoàn tất. Với sản phẩm BeFirst là một phương thức để chúng ta có thể ứng phó khi gặp các vấn đề về vỏ xe như là xẹp bánh, thủng lốp thì bạn có thể tự tay giải quyết lấy. Bạn không nên hiểu lầm là sản phẩm sẽ thay thế cho phương pháp vá vỏ thông thường. Khi bạn có những chuyến hành trình ở xa như là đi tỉnh, những nơi hẻo lánh thì khi gặp phải những sự cố về lốp xe mà không thể gọi xe cứu hộ thì rất là cần một biện pháp để ứng phó kịp thời. Và BeFirst sẽ cần thiết trong trường hợp này. Ngoài việc tự mình cứu mình thì bạn còn có thể hỗ trợ cứu hộ cho các xe khác, rất là tiện lợi. Trên hết, có thiết bị bơm và vá xe tự động BeFirst trong cốp xe sẽ giúp bạn an tâm hơn trên những hành trình của mình. Và với mức giá chỉ 990.000 đồng thì mình thực sự nghĩ xứng đáng với sự an tâm mà nó mang lại.
Sản phẩm đang được phân phối chính hãng bởi Đẳng Cấp Digital ở số 24 Đặng Bộc Minh, phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0907998838. Sản phẩm có hỗ trợ giao hàng ở xe, ship COD toàn quốc, thanh toán tận nhà. Liên hệ ngay bên dưới phần mô tả của video này.